một đống đồ luôn á. Con bị mất cái gì? Con bị mất đồ, một đống đồ trong nhà không có gì. Mất đồ. Có mất đồ chơi không? Mất đồ con. Quần áo của con còn không? Con có mất quần áo không? Mất một tủ đồ. Bây giờ cái phòng của mình còn không con? Không còn một đống đồ. Đống đồ ai gì hết. Bây giờ đã bây giờ tụi nó đập hương cái đống đồ luôn rồi. Tụi nó là thôi. Chị có nhà ở trong khu vườn rau Lộc Hưng không chị? Có, nhà mình thì có đất ở đó, mẹ mình di cư 54 vô mà để có đất, được miếng đất thì giờ chia cho tất cả các người con. Mỗi người miếng. Thì giờ mình nhà thì đông, đâu có tiền đâu mà mua nhà mua cửa. Bây giờ mình có gia đình rồi thì mình xây dựng lên tạm nhà cấp 4 đó để mình ở, để sống qua ngày đó rồi giữ đất giữ đai mình ở đó. Nhà của chị bị sao chị cứ trình bày đi. Thì mình đã xây căn nhà này đây là 10 năm rồi. Mình xây cấp 4 thôi chứ mình chẳng xây lớn gì hết. Rồi bây giờ mình xây mình ở đó từ đó đến nay, mà từ lúc mình xây thì không có một người nào tới hết, mà cũng chẳng có giấy tờ gì cả. Chẳng có ai đến nói gì hết. Rồi đến bây giờ vừa rồi thì đã xảy ra cái việc mà cưỡng chế nhà mình. Và trước khi cưỡng chế nhà mình thì chẳng cho một cái thông báo nào cho mình hết. Thay vì như các ông bảo là không cấp phép cho xây nhà thì là nhà trái phép, thì các ông phải thông báo cho người dân để cho người ta kiểm định. Nhưng mà các ông không thông báo gì cả. Rồi chẳng có một cái giấy tờ gì. Rồi ngay cái tối hôm mùng 7 đọc thông báo ở trên loa phóng thanh cũng chẳng có cái tên số thửa nhà mình. Rồi sáng ra là các ông đến các ông úp máng mình thôi. Mà khi mình đến nhà mình nói thì giờ mình bảo là tại sao mà nhà tôi xây mười mấy năm rồi mà ra một văn bản là chỉ cưỡng chế những nhà xây tháng 1 năm 2018 đi. Mà nhà tôi nay 10 năm rồi mà khi mà làm thì các anh phải thông báo cho dân, đằng này không nói gì hết rồi úp máng như vậy thế nhờ. Rồi tại sao lại đưa cho một cái văn bản của ông chủ tịch Lâm Việt Thảo cách đây 3/3 đời chủ tịch rồi, và tôi xin được ký vào trong cái biên bản mà đọc cưỡng chế nhà tôi thì ông không cho ký, và ông bảo là không việc gì phải giải thích rồi bắt tôi đi. Thì bây giờ chị cũng bị bắt lên phường. Bắt lên phường, nhà tôi bắt tất cả là 4 người. Một bà chị lớn 65 tuổi, tôi thì 50 tuổi rồi. Chị trình bày lại cái cảnh buổi sáng đó, gia đình chị có chống đối là sao mà. Không có chống đối gì được hết. Bây giờ tôi nói các anh nghe nè. Tôi nói cho tất cả mọi người nghe. Sáng sớm tầm 8 giờ mấy gì đó thì vào. Đứng có một cái anh đó đeo mắt kiếng, mặc áo màu xanh, đứng đọc văn bản. Thì tôi bảo là bây giờ muốn đọc văn bản cưỡng chế thì anh phải có số thửa, số tên đàng hoàng. Tại sao tối hôm qua thông báo không có nhà tôi mà bây giờ lại đứng đến đọc cưỡng chế như thế này? Thì anh nói là đại trà. Tức là anh không thể nói đại trà được. Anh làm một cái việc như thế này thì không thể nào nói là đại trà. Không thể nào mà đánh bùn san ao được. A là A và B là B. Để có đấy là cơ sở pháp lý để tôi còn đi lãnh tiền bồi hoàn. Chứ bây giờ anh nói như vậy, rồi lỡ rồi nhà tôi không có trong danh sách để cưỡng chế mà anh lại cưỡng chế nhà tôi, thì sau này rồi mà anh bảo sự nhầm lẫn, rồi lúc đó xin lỗi thì ai đền bù thiệt hại cho chúng tôi? Thì tôi khi tôi nói như thế thì 15 phút sau có một cái văn bản tên mẹ tôi Hoàng Thị Mỹ, số thửa 66 và của ông Lâm Việt Thảo ký. Thì tôi có giơ tay là xin cho tôi được nói. Thì tôi chỉ mới nói đến rằng là tại sao lại là của ông Lâm Việt Thảo, mà trong khi ông Nguyễn Thành Dân là đương là chủ tịch, mà lại tại sao đưa một cái văn bản của ông Lâm Việt Thảo cách đây 3/4 đời chủ tịch rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, xin cho tôi được ký một cái văn bản đó. Thì tôi còn chưa nói hết ý của tôi được nữa thì các ông bảo là không việc gì phải giải thích và vô bắt tôi đi, bắt tôi, bắt chị gái tôi, rồi bắt hai vợ chồng với cháu đi. Họ bắt đem đi đâu? Họ bắt, họ mang lên trên xe. Rồi
họ bịt mắt tôi lại, họ chở tôi, thì lúc tôi đến thì tôi biết là tôi được đến phường 10 quận Phú Nhuận. Thì ở đó rồi họ hỏi là tại sao tôi được đến đây, tôi được mời đến đây, thì tôi nói rằng là cái này không phải là mời mà là bắt tôi đi. Tôi đang đứng trước cửa nhà tôi thì tôi cũng lập lại hết trình tự là đến nhà tôi như thế, và tôi xin được nói như thế thì không cho tôi nói và lôi kéo tôi đi. Mà bây giờ lại còn bảo rằng là rồi lúc đấy làm văn bản và bảo rằng tôi là đêm hôm đấy chuyển tôi đi về phường 15 quận Tân Bình, thì bảo là tôi ký vô văn bản là phạt 2,5 triệu về tội cản trở người thi hành công vụ. Thì bây giờ hỏi thử nghĩ coi, nói còn không được nói thì làm sao mà làm cái gì được cản trở. Bây giờ cưỡng chế nhà tôi không cho tôi được biết trước, không có một văn bản nào, không có được một sự chuẩn bị gì hết, mà tôi nói lên còn không cho tôi nói thì bảo tôi cản trở cái gì. Mà thử nghĩ đi, kéo vào nhà tôi cả 300-400 người như thế, mà bảo rằng nhà tôi là chỉ trong nhà là chỉ có 3 người đàn bà với 2 người đàn ông, chồng tôi thì ốm đau, 2 vợ chồng với cháu với một bà chị 65 tuổi với tôi, thì với cái sức mà 300 người vào như thế thì bảo tôi cản trở làm sao. Nhưng mà lúc đó gia đình chị bị bắt đi hết thì tài sản chị có kịp không kịp chuyển một cái gì hết, tất cả còn nguyên ở trong nhà. Tài sản chị bị mất nhiều không? Tài sản tôi bây giờ là tôi trắng tay. Hồi sáng nay á, ông chủ tịch có đến nhà, ông phó chủ tịch có đến nhà thì để kêu là hỗ trợ quà Tết với 10 triệu, tôi bảo tôi không có nhận. Bởi vì tôi đã mất hết rồi, tôi mất nhiều rồi, tôi không ăn Tết tôi không chết, thì tôi không có nhận tiền hỗ trợ đó. Bây giờ thử nghĩ đi, bây giờ tôi 50 tuổi đầu, hơn nửa đời người rồi, tôi làm tôi tích lũy được bao nhiêu, thì bây giờ tôi trắng tay, tôi không còn một cái gì hết. Tôi nói rằng là bây giờ tôi là rơi vào tình trạng khẩn kiệt, nợ nần, tiền hàng tiền họ mất hết, tôi không có tiền để tôi trả cho bạn hàng. Mà bây giờ làm ăn cũng được, tại vì không có tiền lấy hàng thì làm sao bỏ hàng được, mất hết tất cả. Tôi nói là bây giờ tôi rơi vào tình trạng khẩn kiệt đó, nhà tan cửa nát, hết tiền hết của, công ăn việc làm cũng bị mất mát hết. Thì bây giờ hỏi sống như thế nào, sống làm sao, mà bây giờ lại còn nói rằng là đưa cái mức hỗ trợ là 7,050,000, thì thử nghĩ đi, cái mức bồi hoàn đó, cái mức mà hỗ trợ đó đi về đâu, đi về đâu để mà sống. Đất ở vùng sâu vùng xa kia cũng còn cả 10 triệu, 10 mấy triệu một mét, thì lấy gì mà sống. Bây giờ á, người dân chúng tôi á hiền lành thật thà chất phát lắm. Người dân năm tư chúng tôi công giáo hiền lành chất phát lắm. Chúng tôi vẫn từ trước tới giờ, từ trước tới giờ chúng tôi cũng vẫn hợp, không phải là chống đối, chúng tôi vẫn muốn hợp tác để gọi là với chính quyền, để gọi là giải tỏa, để mà làm cái việc gì đó. Thì người dân chúng tôi từ trước đến giờ vẫn hợp tác, nhưng chỉ mong được rằng từ trước đến giờ chúng tôi đi xin khiếu kiện xin đơn là chỉ mong rằng chính quyền thành phố ngồi nói chuyện với dân, ha, ủy ban dân phố ngồi tiếp dân, nói chuyện với dân, bàn soạn với dân. Và điều nữa là chúng tôi xin được cấp giấy xác nhận quyền sử dụng đất lâu năm không tranh chấp để làm cái cơ sở pháp lý để chúng tôi nhận tiền bồi hoàn. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi xin được bồi hoàn thỏa đáng, nghĩa là đền bù chúng tôi thỏa đáng, và chúng tôi được tái định cư trên cái mảnh đất của chúng tôi. Không biết cái tay của chị bị sao á chị? Cái này tôi mệt quá, tôi không ăn được từ hôm đó tới giờ. Bụng vợ tôi nuốt không nổi, tôi mới phải đi đến bác sĩ để truyền nước, nghĩa là tôi không còn có sức hơi thở để mà tôi nói, tôi mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ ngủ thì ngủ ngoài đường, rồi ăn uống thì nuốt không được, ăn vô miệng nó cứ đắng, nuốt không nổi. Mà bây giờ chỉ cần nghĩ tới cái tài sản của mình bị mất, nghĩ tới nhà cửa mình không có nữa thì không thể nào chấp nhận được, không thể nào chịu đựng được.
tôi nói là cái tôi muốn nhắc lại nữa, cái hình sáng nay tôi cũng có nói với ông chủ tịch, tôi không bao giờ, ông phó chủ tịch, không bao giờ tôi quên được cái hình ảnh mà con tôi nó đói mà nó và cái gói mì gói và miệng nó. Đây là con chị, đây là con tôi, nó mới 4 tuổi rưỡi thôi mà ngày hôm qua nói mẹ ơi con đói quá, thì tôi đi nhận được 10 gói mì gói của một nhà hảo tâm họ giúp đỡ cho bà con vừa rau chúng tôi mỗi một phần, ở trong đó có bánh kẹo, có xúc xích. Thì con tôi nó về nói mẹ ơi con đói quá, tôi đun nước sôi tôi đổ vô cho nó ăn mà, tôi xúc cho nó ăn mà, nó bảo mẹ ơi mẹ để con tự xúc cho. Nó cầm cái tô mì lên mà nó va vào miệng nó, mà tôi nói là cái người làm cha làm mẹ, tôi nhìn mà tôi không thể nào tôi cầm được nước mắt, mà tôi không thể nào, tôi không nghĩ rằng tại sao mà lại phải rơi vào cái hoàn cảnh mà bây giờ con mình nó phải như thế.